Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị. Hiện tại qua giờ không thấy mặt chú Tiểu, bữa nay mới thấy được mặt chú Tiểu. Trời trời, cái gì mà đâu có đèn ông voi đẹp vậy? Mà đèn ông voi này có ai đưa tới mà đẹp chứ vậy? Thì hôm nay đốt đèn trung thu luôn cả nhà ơi. 6 ông voi, 6 đèn trung thu. Mà đèn ông voi ha, đèn trung thu. Đèn trung thu á. Đèn trung thu ngộ vậy? Đốt đèn trung thu cho ông luôn á. Trời ơi, tự nhiên mới la quán sạc pin cái chạy vô cái đâu có 6 ông voi đẹp vậy? Này không biết có ai nữa, biết có ai không Khang? Chưa biết. Thì nãy em vô em quay rồi em không thấy đâu rồi. Trời ơi, đèn em voi đẹp chứ vậy? Thì hỏi mấy ảnh là đốt đèn trung thu. Mặt của ai mới được? Trời ơi, 6 cây đèn bên 3 cây. Trời ơi, em coi đẹp chứ vậy? Tắt hết ngọn nến đó kìa. Nó quẹt mồi lại. Ôi đẹp chứ, tao không cho này bằng gì ta? Bằng mũ hay bằng đá ta? Chị Nhi ơi, chị Nhi, cái đèn ông voi này có ai đẹp chứ hả? Hả? Ba La Mật là ai? Đốt đèn trung thu luôn không chị? Giấu tên là Ba La Mật hả? Ba La Mật là sao? Dấu tên thì nói dấu tên đi, Ba La Mật ai biết rồi chị? Trời ơi trời. Ba La Mật mà vậy nó bốn mốt nói bốn La Mật được không? Ủa khán giả bốn La Mật. Ủa khán giả bốn La Mật không cho biết tên. Ba La Mật gì có hiểu gì đâu, ai biết Ba La Mật là gì? Tiếng Việt nói không lành này, nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nho. Nè, có bông nữa nè. Ngoài bông nữa nè. Có ai vậy? Chơi táo, chơi mận. Dương Cẩm Linh hả? Sen. Sen thiệt luôn hả ta? Hỏi sen thiệt nè. Trưa nay không có ai hết thì chỉ có hai người, hai anh em đi tấp. Cái này sen thiệt luôn nè trời, còn cái trái này thiệt hay giả vậy? Cái này chết thiệt luôn quá, cái này chết gì trời? Ngu quá không biết trái này trái kia gì đâu. Khán giả Ba La Mật. Bây giờ là tới mình quay là tới khán giả bốn La Mật. Khán giả bốn La Mật không? Hồi nãy hỏi chị Nhi, chị nói Nhi nói khán giả Ba La Mật là chị quay trước rồi. Chắc nãy ba người quay gì á, nói khán giả Ba La Mật đó. Còn cái này hai người quay. Giờ em với anh quay khán giả bốn La Mật. Hai La Mật à, có hai người à. Hai La Mật à hả? Nãy ba người quay, Ba La Mật hả? À, chúc để tiêu đề khán giả Hai La Mật. Trời ơi, vôi đẹp ghê trời. Phải ai mà được sửa con vôi này sướng ha, trắng chẻo. Vôi này vôi tiên hả? Trắng bách là nè, khán giả của Hai La Mật gửi tặng 6 ông voi. Học bên ba ông voi nha cô chú anh chị ơi.
ba ông. Rồi để em qua bên kia em quay ba cây ông voi bên kia nữa. Bên ba ông mà cho cô chú anh chị ơi, bên ba ông voi cởi 7 ngọn nến, đẹp thiệt, biết ai tặng mà đẹp quá trời đẹp. Rồi trên đầu cũng rồi có viên ngọc nữa, đầu rồi có viên ngọc nữa. Cho này có ai vậy anh Ngọc? Mấy ông cho này có ai vậy? Ngọc nói chuyện ghệ gì vậy? Cười tích tác đã trời. Lòng đàn ông voi của Sáu La Mặt hả? Thầy Sáu ông chắc Sáu La Mặt quá. Ba La Mặt lì à, má không có La Mặt vậy, để cho ba La Mặt rồi đó. Cái này có ai tặng anh Ngọc? Biết đâu bên cái mới tặng. Ba La Mặt. Khán giả ba La Mặt hả? Vậy là má chắc má không có chịu La Mặt vậy, để ba La Mặt rồi đó. Má nào? Thôi cũng xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị ơi. Hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của em.